Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo. Hôm nay chúng mình sẽ học trang 39, Indian Tom Toms. Ở bài học này, chúng mình sẽ học thêm một ký hiệu mới ở trong âm nhạc, đó là dấu nhấn. Thì dấu nhấn sẽ có ký hiệu như thế này nhé, và người ta sẽ viết ở trên hoặc phía dưới của nốt nhạc. Vậy, đối với những nốt nhạc mà được đánh dấu như thế này, thì chúng ta sẽ chơi nhấn mạnh xuống ở trên phím đàn, tức là mình sẽ làm cho tiếng đàn kêu to hơn á. Thế thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc đối với khóa son và khóa pha bản nhạc này nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy nhịp đều của nhịp 4-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rê, 2, 3, 4. Lá, 2, 3, 4. Fa, 2. Mi, fa, rê, hai, ba, lặng. Rê, hai, ba, bốn. Lá, hai, ba, bốn. Fa, fa, mi, fa, rê, hai, ba. Mi, rê, mi, rê, mi, rê, mi. Rê, fa, hai, ba, bốn. Rê, mi. Rê mi, rê mi, rê mi, rê fa, hai, ba, bốn. Rê, hai, ba, bốn. Lá, hai, ba, bốn. Fa, fa, mi, fa, rê, hai, ba, bốn. Đó là phần nốt tên gọi ở khóa son. Thế bây giờ tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt ở khóa pha. Vậy, những hợp âm mà được viết với ký hiệu này chúng ta sẽ chơi đàn với lực mạnh hơn để cho tiếng đàn được kêu to hơn. Và trong cả một dòng này và dòng thứ hai đến đoạn này, các con cũng nhìn thấy các hợp âm được viết giống nhau. Như vậy thì ở đây là gì? Rê la chơi 4 lần trong một ô nhịp. Và hợp âm đầu tiên nhấn mạnh, ô nhịp thứ hai mình cũng chơi như vậy. Cho đến ô nhịp cuối cùng thì chúng ta chỉ chơi rê la, rê la, rê la và chúng ta nghỉ một phách. Và đoạn dưới này cũng tương tự như vậy. Tiếp theo thì cô hướng dẫn các con đọc nốt nhạc ở khu vực này. Đây là C, 2, 3, 4, la, rê, rê, rê. C, 2, 3, 4, la, rê, rê, rê. Sau đó lại rê la, rê la, rê la, rê la cho đến hết bài và kết thúc bằng một dấu nghỉ lặng, một phách. Đó là phần nốt nhạc ở khóa son và khóa pha. Thì bây giờ để chi tiết hơn, để thực hành ở trên phím như thế nào thì các con cùng quan sát nhé. Cô sẽ hướng dẫn cho các con từng tay và ghép hai tay như thế nào đối với bản nhạc này. Bây giờ trước tiên, cô sẽ hướng dẫn cho các con vị trí đặt tay. Đối với bài Indian Tom Tom, chúng mình sẽ đặt tay phải ở vị trí đô trung tâm. Tuy nhiên, mình sẽ không dùng ngón 1 ở nốt đô, mà mình sẽ dùng nốt rê bằng ngón 1. Và bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi phần khóa son. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rê, 2, 3, 4. Hướng dẫn cho các bạn đặt tay và chơi khóa pha. Chúng mình sẽ xác định vị trí
Dưới của vị trí đô trung tâm, nốt re và nốt la, chúng mình sẽ đặt ngón 5 và ngón 1. Đối với dấu nhấn mạnh, chúng ta sẽ chơi lực mạnh hơn. Còn những nốt mà không có dấu này, chúng mình sẽ kìm lực lại cho nhẹ hơn nhé. Bây giờ cô lấy nhịp đều và chơi như sau. 1, 2, 3, 4. Si dáng si cô đã vừa hướng dẫn từng tay. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ghép hai tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn hai tay và tiếp theo đây cô sẽ chơi với lại phần nhạc beat chậm và nhanh bài số 5960. Sau đây cô sẽ chơi ở tốc độ nhanh.
Như vậy, cô Hoàng Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn bài Indian Tom Toms. Các bạn luyện tập phần tay phải, phần tay trái cho thật nhuyễn. Sau đó các con ghép hai tay lại với nhau nhé. Cô chúc các con chơi bài này thành công. Chào tạm biệt các con.